có thể anh chị chưa biết Clean AI đã cập nhật tính năng Virtual Try On anh chị tức là chúng ta có thể mặc một bộ quần áo lên một mẫu anh chị thì tính năng như thế này á nó không có mới có rất là nhiều công cụ AI từ trong nước đến ngoài nước đã làm được việc này rồi ví dụ như anh chị có thể xem thêm một video ở cuối video này là mình sẽ để đường link nữa đó đó là một AI do Việt Nam phát triển anh chị và cũng có tính năng Virtual Try On này thì hôm nay chúng ta sẽ xem thử là tính năng virtual try on tức là thay một bộ trang phục lên một mẫu có sẵn á. ở trên Colony AI thì có gì nổi trội hả anh chị ok ha chúng ta sẽ vào thử ha đầu tiên khi mà chúng ta vào Colony AI anh chị sẽ thấy ha ở bên này có một cái mục là AI image và tính năng virtual try on nó đã ghi dưới trong đây ha chúng ta sẽ vào đây khi vào đây anh chị sẽ thấy một cái tab bên đây là AI Virtual Try On ha và chúng ta sẽ nhìn ở đây ở đây á trong Clean AI nó có một điểm mà một số công cụ AI khác ở trong nước và ngoài nước chưa làm được đó là có thể thay một lúc vừa áo và vừa quần luôn anh chị ví dụ như đây phần single garment á, thì rất là đơn giản rồi tức là chúng ta sẽ upload một cái dạng quần hoặc là áo hoặc là váy gì đấy tức là một dạng hình ảnh và đưa lên đây nhân vật mẫu sẽ mặc theo còn phần mà mình sẽ thì mình thấy là một số công cụ ai hiện tại chưa có anh chị ví dụ như đây chúng ta có thể chọn phần áo riêng này hoặc là chọn phần quần riêng này và nó sẽ mặc lên cái mẫu đó cho chúng ta ha khi sử dụng trong đây thì nó cũng có một số lưu ý ví dụ chúng ta nhấp vào phần gai like anh chị sẽ thấy ha ví dụ như yêu cầu là phần trang phục phải nằm ở trên một cái vách rau sáng và đơn giản ha anh chị chỉ có một cái loại trang phục đó thôi không có nhiều loại trang phục khác đấy những cái họa tiết chi tiết thì đơn giản thôi và tập trung chính vào cái bộ quần áo đó cũng như là không có những cái phần mà làm nhiễu ví dụ như là có nhiều bộ quần áo này hoặc là cái background rau nó quá là phức tạp này hoặc là có người đang mặc cái bộ quần áo đó hoặc là những cái dáng người kiểu như nó nằm ở trong một cái banner hoặc là người ta đang ngồi chẳng hạn hoặc là những hình ảnh bộ quần áo mà nó nằm lộn xộn á tức là hai ba bộ quần áo chồng với nhau thì nó sẽ không có hiểu được hết anh chị Đấy là một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng thì thực tế là ai nào mà khi mà có tính năng try on này nó cũng vậy thôi anh chị Khi mà chúng ta kéo xuống dưới thì nó sẽ có phần model ha và ở đây là một số model như thế này Ví dụ ở đây chúng ta có thể chọn một số model như thế này có nam có nữ ha Hoặc là chúng ta cũng có thể đưa những model thực tế lên Thì nó cũng có hướng dẫn cái phần model như thế nào, anh chị có thể nhấp vào đây chúng ta xem thử ha Ví dụ như model ở đây á Thì chúng ta cần phải nhìn rõ nè nhìn phía trước ha hoặc là nếu như nửa người trở lên thì chúng ta phải nhìn rõ ha có những cái bộ quần áo nó đơn giản, bô tức là những cái tạo dáng cơ bản ha anh chị đấy chúng ta có thể thấy ha và nhìn thấy mặt ha còn những cái hình ảnh nào mà không khuyến nghị đó là những cái hình ảnh có hai ba người ha hoặc là những hình ảnh dạng ngồi ha anh chị ngồi thì khá là khó để mà tạo được hình ảnh ha hoặc là những cái dạng mà chụp ngang vai này hoặc là những cái tư thế mà hơi phức tạp một tí hoặc là có nhiều cái loại quần áo ví dụ như mặc áo rồi mặc cái áo khoác bên ngoài nữa thì nó sẽ khó ha đấy chúng ta sẽ có một số cái lưu ý như vậy khi mà chúng ta sử dụng ok ha bây giờ mình sẽ chọn thử ha ví dụ như trong đây tính năng mà mình sẽ bộ này mình thấy khá là hay ha mình sẽ chọn thử cái tính năng này mình sẽ chọn cái phần upload top ha tức là phần cáo ở trong đây Clean AI cũng khá là hay tức là nó sẽ cho chúng ta một số gợi ý và gợi ý này anh chị có thể refresh lại ha ví dụ như đây mình chọn phần áo anh chị thấy đây chưa có phần áo nào ưng ừ, ý đúng không chúng ta có thể bấm refresh này à ở đây mình thấy có một cái áo sơ mi như thế này mình chọn áo sơ mi này ha khá là hay ha còn phần ở dưới ví dụ như phần quần đi mình có thể refresh cái này lại mình tìm một cái dạng đấy ví dụ như mình chọn một cái dạng váy hoặc là một cái dạng quần như thế nào đấy ha ví dụ như đây mình sẽ chọn một cái dạng chân váy như thế này cái áo sơ mi và cái chân váy như thế này ha anh chị Đương nhiên là chúng ta sẽ chọn một mẫu nữ rồi. Mình ở đây mình sẽ chọn một cái mẫu nữ và mình chọn hẳn cái mẫu trong đây, họ có luôn ha. Chúng ta không có chỉnh sửa gì hết ha. Khi mà chúng ta chọn mẫu nữ rồi và chọn bộ trang phục rồi á thì anh chị sẽ thấy à ở đây chúng ta sử dụng chúng ta sẽ tốn 10 reddit ha. Trong một tài khoản miễn phí hiện tại á ở trong cờ AI khi mà chúng ta sử dụng thì hiện tại họ không có cho phép chúng ta 66 Reddit giống như trước đây nữa anh chị mà khi mà chúng ta đăng nhập một tài khoản thì trong một tháng họ sẽ cho chúng ta là ba trăm mấy Reddit thì mình không nhớ nhưng tức là nó sẽ ít hơn khá là nhiều so với trước đây anh chị khi mà chúng ta sử dụng tài khoản trả phí thì nó mới cho chúng ta là 66 Reddit trong ngày một ngày ha còn tài khoản miễn phí thì không còn nhận được 66 Reddit trong một ngày mà sẽ nhận được khoảng ba trăm mấy Reddit đấy trong vòng một tháng anh chị ở đây nó đã ra kết quả chúng ta rồi thì ở đây kết quả mình thấy thứ nhất là phần áo nè khá là ok mình chọn mẫu áo sơ mi này và nó đã thay vào phần mẫu ok ha nhưng một phần quần có vẻ là không ổn lắm chị ví dụ ở đây phần quần mình chọn một cái chân váy màu đen như thế này hai cái hình ảnh nó tạo ra cho mình không có hình nào là cái chân váy màu đen hết ha nó chưa có đúng lắm ha anh chị để mình thử lại một cái nữa xem như thế nào ha ví dụ ở đây mình sẽ chọn một mẫu quần jean như thế này đi và mình sẽ chọn lại một mẫu nam khi mà chúng ta tạo thì anh chị kéo xuống đây nó cũng sẽ có cái phần là năm of output ha chúng ta có thể tạo ra một tấm hình hoặc là hai tấm hình ha hai tấm hình chúng ta tốn 10 reddit giống như lần đầu chúng ta sử dụng á còn nếu như một tấm hình thì đương nhiên tốn 5 reddit thôi chúng ta nhấp vào phần 5 reddit này ha để nó tạo ra một cái hình ảnh mới cho chúng ta để chúng ta xem thử cái nó có hợp lý không ha đây anh chị có lẽ là khi mà chúng ta chọn một cái người mẫu full body á thì cái phần áo và phần quần nó sẽ thay cho chúng ta hợp lý hơn ha ví dụ như đây á phần áo phần quần nó đã cho chúng ta rất là hợp lý rồi ha nó khác với hình ảnh hồi nãy anh chị hình ảnh hồi nãy hình ảnh có vẻ là chỉ là nửa thân thôi thì có thể là nó không tạo ra nó không đi test được cái phần mà chân phía dưới anh chị nên nó không có sửa được cái phần quần thì đó là dự đoán của mình thôi chứ không biết là có phải như vậy hay không ha bây giờ mình sẽ sử dụng thử một người mẫu có sẵn của mình và một bộ trang phục có sẵn của mình luôn để xem cái cách hoạt động trong đây nó thực sự hiệu quả không anh chị ví dụ này mình sẽ bỏ phần này ha mình sẽ upload lại hết ví dụ như mình sẽ chọn lại một cái áo thun đó là một cái áo thun như thế này đấy chúng ta có một cái áo thun như thế này ha còn phần phía dưới thì mình sẽ chọn thử một bộ váy anh chị tại sao mình chọn một bộ váy mà mình không phải chọn một cái quần thì mình muốn thử xem á nó có thật sự nó hiểu là khi mà chúng ta đưa cái bộ váy lên đây á thì nó có thay cái bộ váy thành cái phần phía dưới của cái quần hay không ha chúng ta sẽ chọn thử phần váy này đấy anh chị rất là thông minh ha, khi mà mình đưa cái bộ váy lên á thì AI nó hỏi mình á, là mình đang upload một cái bộ váy đúng không nó hỏi mình là nếu như đúng một bộ váy á, thì mình có thể sử dụng nó theo cái dạng là single garment nè à. đây, single garment tức là thay nguyên một cái bộ váy cho một cái nhân vật ấy nếu chúng ta muốn cắt cái bộ váy này chúng ta lấy cái phần quần á thì chúng ta sẽ chọn vào modify to fill as a bottom garment ha còn nếu mà chúng ta muốn chọn cái bộ váy này thành một bộ trang phục liền luôn á, tức là nhân vật mẫu sẽ mặc cả bộ váy này luôn á thì chúng ta sẽ nhấp vào modify to fill in as a single garment anh chị. Đấy khờ AI cũng khá là thông minh trong việc này ha. Đây ví dụ như mình sẽ cắt cái bộ váy này ra chẳng hạn thì mình sẽ chọn cái phần phía dưới này đó. Và chúng ta cũng bắt đầu chọn lại cái người mẫu ha. Mình sẽ chọn một người mẫu khác ví dụ như người mẫu nữ như thế này và ở đây mình sẽ để là hai ha để mình xem cái cái hiệu quả của Clean AI khi mà nó thay giữa cái áo thung và một phần phía dưới của cái bộ váy này nó có hiệu quả hay không ha. Để anh chị nó đã tạo cho chúng ta hai kết quả giống như thế này. Nếu mà chúng ta nhìn qua thì cái áo thung và cái chân váy á ở cái hình thứ hai á, nó khá là hợp lý ha. Ví dụ như thế này. Còn nếu như nó bỏ cái áo này vào trong cái chân váy luôn á thì nhìn cũng hợp lý nhưng mà ở đây anh chị sẽ thấy nè, nó có một cái phần thừa như thế này. Có vẻ là nó khi mà nó tạo ra thì nó đã cắt cái phần này bị thừa ha và nó tạo ra một cái dạng bị lỗi anh chị nhưng mà nhìn cơ bản á, thì cái tấm hình thứ hai này cũng khá là ổn ha thì đương nhiên là khi mà sử dụng thực tế thì không bao giờ chúng ta sử dụng kiểu như thế này rồi tức là chúng ta sẽ thay nguyên một cái bộ váy cho nhân vật chứ chứ ai là sử dụng kiểu như thế này mình chỉ đề cái cách này để cho chúng ta hiểu được là ai thực sự nó có hiểu được cái cách mà khi mà chúng ta đưa một cái bộ váy mà rất là random và rất là trích vào trong đây để cho thử xem cái độ thông minh của Clean nó đến mức nào thôi anh chị chứ nếu như trong quá trình sử dụng thực tế thì đương nhiên không có ai mà sử dụng kiểu như thế này rồi Ok anh chị còn một kiểu sử dụng cũng khá là hay ở trong photo try của Clean nữa mình sẽ sử dụng cho anh chị xem ví dụ bây giờ mình cũng chọn lại cái áo thun như thế này và một cái quần jean như thế này ha bây giờ mình sẽ không chọn một mẫu nữ như thế này nữa mà mình sẽ, mình sẽ chọn một mẫu nam và phía sau của mẫu nam đó đó là một cái background nó khá là phức tạp ha ví dụ như background này là background đường phố ha mình cũng tiếp tục mình tạo ra một hình ảnh ha anh chị đây anh chị cũng khá là hay ha tức là nó đã tạo ra cho mình một hình ảnh ha dù là background phía sau phức tạp ha anh chị và nhân vật nam này á đã mặc được cái áo thun và cái quần jean được tạo ra từ bản thân của Kalini anh chị nhưng mà bây giờ nó có một tính năng cực kỳ hay nữa là khi mà chúng ta đã tạo ra một tấm hình như thế này rồi anh chị có thể expand cái tấm hình này ra tức là chúng ta có thể kéo dài hoặc là tùy chỉnh lại kích thước của tấm hình này và AI trong Collinear tự động nó vẽ lại những cái phần còn thiếu anh chị ví dụ như thế này ở đây anh chị sẽ thấy có một cái chữ gọi là expand ha và đang free anh chị để có thể trải nghiệm ha chúng ta nhấp vào phần expand nè khi mà chúng ta nhấp vào đây anh chị sẽ thấy chúng ta có thể chọn lại các tùy chọn về kích thước hình ảnh khác nhau ha. ví dụ như một một bốn ba ba hai gì đấy ví dụ như đây mình sẽ chọn bốn ba là cái dạng hình ngang như thế này mình nhấp vào expand thì cái hình góc của chúng ta đang là hình đứng đúng không và mình sẽ tạo ra một cái hình ngang như vậy á những cái phần còn thiếu ở trong bức hình Collinear sẽ tự động vẽ ra cho chúng ta anh chị anh chị sẽ thấy ha đây là bức hình mình đã extend ha khá là thông minh hơn chị ví dụ như phần phía này á đó là một cái phần của cái cánh cửa ha nhìn có vẻ giống như một cánh cửa và phần phía này á thì là các chiếc ô tô đang đậu anh chị và có một chiếc ô tô nó đang bị thiếu nè thì khi mà nó mở rộng ra thì cái chiếc ô tô bị thiếu nó tự động nó vẽ thêm để mà phù hợp ra chiếc ô tô đó ha còn phần cánh cửa này thì nó tự động nó mở ra thành một cái cánh cửa anh chị khá là hay ha với tính năng expand ở trong Cardin AI và sử dụng virtual try on chúng ta vừa có thể đưa mẫu đó mặc những bộ trang phục chúng ta và chúng ta cũng có thể tạo những cái khung hình khác nhau ví dụ như mở rộng khung hình dạng ngang hoặc là dạng dọc gì đấy tùy thuộc vào cái mục đích sử dụng chúng ta ha đây là một trong những cập nhật khá là hay trong kalian ai anh chị và mình thấy á nó sẽ là một trong những đối thủ khá là nặng ký cho các ai ở ngoài nước hoặc trong nước ở trong việc mà thử trang phục lên một mẫu ảnh anh chị bởi vì ở trong kalian ai anh chị nó được một cái nền tảng tạo từ văn bản sang hình ảnh cũng khá là mạnh anh chị kalian ai thì thường mình sẽ không có sử dụng tạo từ văn bản sang hình ảnh đâu mình thường sử dụng trong Misuni là nhiều hơn nhưng mà mình sử dụng tính năng tạo video ở trong kalian ai rất là nhiều hơn anh chị khi mà nó đã có một cái hệ sinh thái như thế này rồi thì Clean ai có thể tạo ra hình ảnh tốt nè. Bây giờ thêm cái tính năng này nữa thì sau khi mà chúng ta đã đưa cái mẫu ảnh này vào, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những màu ảnh này để chúng ta tạo chuyển động cho nhân vật đó, anh chị rất là hay ha. Ngoài ra một tính năng mới cũng được cập nhật ở trong Clean ai này á, đó là tính năng ai custom model này anh chị sẽ thấy ha. Tức là chúng ta có thể đưa một cái mẫu video của một cái người thật hoặc là một cái nhân vật nào đấy chúng ta đưa vào đây chúng ta sẽ trend nhân vật đó để tạo ra các video dựa trên nhân vật đó luôn anh chị tức là chúng ta sẽ không phải biến đổi từ hình ảnh sang video nữa mà chúng ta sẽ biến đổi từ video sang video từ những cái video gốc của cái nhân vật đó ở nhiều cái góc cạnh khác nhau nó học gương mặt của nhân vật đó nó học cái tướng của nhân vật đó nó học cái dáng của nhân vật đó cử chỉ nhân vật đó và sau đó nó sẽ tạo ra một cái video dựa trên cái nhân vật đó anh chị rất là hay anh chị anh chị có thể xem một số cái tác phẩm kết quả ở đây rất là đẹp anh chị để mà sử dụng được tính năng mà AI Custom Model này thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng gói Pro hoặc gói Premier trở lên ha ví dụ trong tài khoản này của mình á mình đã sử dụng gói Pro này anh chị sẽ thấy ha trong Clini AI các gói trả phí gồm có Standard, Pro và Premier ha chúng ta có thể nhấp vào đây chúng ta xem thử ha đấy anh chị có thể thấy ha ở trong đây á gói miễn phí thì chúng ta không nói rồi gói Standard á tức là 8,8 đô một tháng nè nếu như chúng ta đăng ký theo tháng ha gói Pro là 32.56 đô một tháng ha còn gói premiere nếu như giá gốc của nó thì khoảng 80 đô một tháng anh chị thì để mà sử dụng được tính năng mà AI model custom á thì chúng ta phải sử dụng được gói Pro hoặc gói premiere trở lên ha ví dụ như đây tài khoản của mình đang sử dụng gói Pro đây khi mà anh chị nhấp vào cái AI custom model này thì chúng ta sẽ thấy à một bảng hiện ra nó yêu cầu chúng ta là tính năng này sử dụng phải đúng cái mục đích của nó tức là không có phải sử dụng nó theo cái những cái việc những cái nội dung mà trái pháp luật hoặc là trái đạo đức anh chị nó cũng giống như trong Missiony khi mà chúng ta chỉnh sửa ảnh ha. Bởi vì khi mà chúng ta đưa một cái mẫu video của một người nào đấy lên ha thì có thể chúng ta sẽ sử dụng không có đúng mục đích ha. Đó là phạm pháp nha anh chị. Ở đây á mình sẽ bấm vào Re ha. Nó sẽ có hai phần. Đầu tiên á là chúng ta sẽ upload phần mặt trước của chúng ta lên. Ví dụ ở đây á một số phần mà yêu cầu bên đây anh chị có thể thấy bên tay phải nè, đó là video upload lên á từ 5 tới 15 giây ha, định dạng là 1080p ha anh chị. Và chỉ có một người trong khung hình đó thôi nhìn trực diện đó anh chị có thể thấy ha và cái phần mà mặt đó, nó có thể chiếm từ 1 phần tư khung hình trở lên với những biểu cảm tự nhiên ha những video upload lên nên tránh việc là khẩu trang này hoặc là ánh sáng tối này hoặc là bị mờ này. gương mặt quá nhỏ này có sắp thay tổ hoặc có hai ba người ha cái đó là việc rất là bình thường ha anh chị khi mà chúng ta upload phần thứ nhất xong thì chúng ta sẽ bắt đầu upload vào phần thứ hai tức là nhiều góc độ khác nhau ha Hiện tại thì mình chưa có sử dụng cái tính năng này của Coline AI. Bởi vì thứ nhất là mình chưa có nhu cầu tạo ra một cái video của một người nào đấy hoặc là mình mà di chuyển ở bên ngoài hoặc là những cái kiểu để theo các dạng AI ha. Thứ hai là chi phí tạo trong đây cũng khá là cao anh chị. Mình sẽ thử một demo cho anh chị xem thử chi phí như thế nào ha. Đấy khi mà mình upload cái video thứ nhất lên xong thì nó sẽ ra một cái dạng như này. Mình bấm vào next step ha thì ở cái bước thứ hai á nó yêu cầu chúng ta nhiều hơn nữa anh chị để mà nó có thể học được cái gương mặt và các cử chỉ chúng ta ha ở cái bước thứ hai nè đó là nó sẽ yêu cầu chúng ta upload từ 10 tới 30 video ha và mỗi video á, nó kéo dài từ 5 tới 15 giây ha anh chị trong 10 tới 30 video nè thì nó sẽ quay rất là nhiều cái góc độ gương mặt của chúng ta ví dụ như có thể là những cái biểu cảm tự nhiên nè, vuốt tay, vuốt tóc nè, hoặc là những cái dạng đi bộ chẳng hạn nhưng mà các góc camera nó quay được cố định ha để mà chúng ta lúc nào cũng thấy cái gương mặt của nhân vật ha, hoặc là những cái biểu cảm của nhân vật đấy anh chị sẽ thấy ha, hoặc là những cái điệu bộ vẫy tay, hoặc là chào, hoặc là quay đầu sang như thế này thì có rất là nhiều cái dạng như thế này và nó yêu cầu chúng ta là tạo ra những cái video để mà upload lên đây để cho Clean AI có thể học được ha, anh chị. Sau khi mà chúng ta upload hết lên tới đây á, thì chúng ta sẽ bắt đầu training và anh chị sẽ thấy mức giá trong đây ha để mà Clean học được các video của một nhân vật để mà nó tạo theo thì mức chi phí của nó là 999 Reddit anh chị nó đang giảm giá anh chị chứ nếu bình thường thì là 1999 Reddit lần ha Ok anh chị đó là những cập nhật mới nhất trong Clean đặc biệt là tính năng try on ha mình thấy khá là hay ha và tính năng expand hình ảnh đó anh chị khá là hay nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe video này nhé rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ gặp lại vào các video lần sau trên channel nghề công sở